Này khu sinh hoạt chung đó. Là cô hả? Là anh hả? Hai đứa quen nhau hả? Dạ không. Ba không thể nào đưa cho cái con người này vô trong nhà mình được. Tại sao? Ông bị biến thái. Ủa tôi biến thái nào? Mắc mới gì tiền cô đổ tôi vậy? Sao? Tôi làm gì? Chuyện là vậy nè.